con nhau thì mười hai con nhà vâng một cái mặt mười hai con thì đeo vào đâu đây là cái dây bảo vệ sức khỏe ạ, dây này giúp phòng chống điện từ với điều chỉnh cao huyết áp, lưu thông mạch máu và trợ giúp giấc ngủ. Mỗi một sợi dây này là công dụng của nó chỉ ở phía bên dưới này có các cái hạt titan, hạt lăng trong y tế. Khi mình đeo vào tay sẽ làm cho các cái mạch máu mình nó được lưu thông rất là tốt cho sức khỏe. Cái này hàng ngày mình sử dụng máy tính điện thoại hay là wifi các đồ điện. Cái này cũng rất là nhiều mẫu mã, cái kiểu này cũng rất là nhiều mẫu mã là trẻ trai gái đều có. Còn cái kiểu này thì chỉ có hai màu ạ, một màu nè và một màu đen ạ. Cái này công dụng của nó giá thành gấp đôi nhưng mà công dụng gấp 6 lần ạ. Cái này chẳng hạn như mình đau đầu mình có thể massage vào hai bên thái dương ạ, hay là có thể đút vào trong thì có thể để vào đấy nó sẽ rất là có tác dụng. Cái này mỗi một mình đeo được một tháng có thể hơi dãi nắng mặt trời một tiếng, nó không có các cái chất độc trong cơ thể nó sẽ hút vào cái dây này mình không phải là anh nắng để cho nó thải cái chất độc ra lấy lại năng lượng. Thứ ba chẳng hạn như bụi bẩn có thể cháu đeo chưa cọ nhưng mà chẳng hạn như bụi bẩn có thể lấy cái bàn chải để tăm lại dội nước, tại vì cái này sụt nước lại dội nước vào rồi cho cọ nên là nó sẽ sạch ạ. Cháu đeo thì cháu chưa cọ nhưng mà có nghĩa là có thể làm như thế ạ. Nếu mà bụi bẩn thì sẽ sụt nước lại dội nước. Đeo thử xem nó có nổi mạch máu lên nào. Cái này là máu huyết lưu thông cơ ạ. Cái này các cô lớn tuổi, các nếu mà lớn tuổi đeo cái dây này rất tốt ạ. Cháu mua cho mẹ cháu cả hai cái, một cái đeo chân, cái đeo tay. Cháu tự tay chân bị đây. Khoảng bao tiền? Cái này là 2980 rồi giảm 5% còn 2831 ạ. Cái này dài ngắn đều có thể điều chỉnh được ạ. Gia đình mới mua tại vì mình làm người nước ngoài, có một nước ngoài á mua là trả 5% giá coi như là thuế tại chỗ luôn, còn ba đây là cái là giá nguyên vậy luôn. Kim cương của Liên Hiệp Quốc ạ, thế này ạ, chân sư đúng là kim cương ạ. Mà nếu mà khi mình không phải kim cương và là thủy chính hay là ba lê nó sẽ không có phản ứng gì ạ. Chỉ cần một tí thôi mà mình mua cũng sẽ lên hả? Nguy hiểm mà. Ok, gia đình có đái có được không ạ? Có thể lại thử ạ. Đó, đứng cái thái ra đến đây. Chúc mọt ra mắt lên. Cái bột này thì đeo hình tăng cổ này ạ. Yeah. Rồi, nhà mình qua đây
100% rồi con. Thì cái hình cái gì cũng vậy nè. Vung gặp xong thì Tamam,
chảy mấy cái.